ta gặp về tình hình Covid ở Việt Nam. Hôm nay thì trong cái khuôn khổ của cái phần trình bày này, tôi sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm để chẩn đoán về mặt phương diện hình ảnh, cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh. Cụ thể đây là chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính trong cái chẩn đoán của bệnh lý Covid như thế nào. Thì chúng ta biết rằng là hiện nay thì cho tới ngày hôm qua, ngày 27 thì chúng ta biết là cái tình hình Covid đã lên đến hơn 61 triệu ca và cái biểu đồ tăng số ca nó vẫn đang đi lên rất là dữ dội. May mắn cho chúng ta đấy là hôm nay chúng ta vẫn còn có cơ hội ngồi đây để trình bày với nhau, chia sẻ với nhau về những cái chủ đề này. Nhưng trong khi đó các cái quốc gia khác phát triển, các cường quốc khác mà chúng ta biết rằng là hiện nay họ vẫn đang rất là vất vả, vẫn đang rất là quay cuồng vì cái số ca mắc hàng ngày, số ca tử vong hàng ngày tăng rất là cao. Thế thì cái vấn đề mà vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán cái tổn thương phổi do Covid như thế nào? Thế thì chúng ta biết rằng là khi mà bệnh nhân vào có nghi ngờ, dấu hiệu nghi ngờ đối với cả Covid-19 thì cái xét nghiệm mà được gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn vàng và tiêu chuẩn mà gọi là quyết định thì đấy chính là vẫn là xét nghiệm tìm kháng nguyên. Chúng ta có hai cái nhóm xét nghiệm, một là tìm kháng nguyên, đấy là cái xét nghiệm PCR. Cái thứ hai là tìm kháng thể, là xét nghiệm tìm kháng thể IgM hoặc IgG. Thì mỗi một cái phương pháp này nó đều có cái ưu điểm, nhược điểm thì quý vị đều đã được tìm hiểu trong thời gian qua rất là nhiều rồi. Thì vấn đề chẩn đoán, xác định Covid ở đây thì đấy không phải là nhiệm vụ của chẩn đoán hình ảnh. Và đấy là chúng ta đã có những cái công cụ, có cái phương tiện để chẩn đoán bằng xét nghiệm rõ ràng rồi. Và cái việc đấy là có những đồng nghiệp hỏi chúng tôi rằng là thế thì liệu chụp CT có chẩn đoán được, xác định được hay không? Thì tôi trả lời luôn, vai trò của các lớp tính không phải là để chẩn đoán xác định Covid hay không, mà đấy chúng ta có những công cụ mà đã được khẳng định rồi, mà đấy cụ thể đây chính là PCR. Tuy nhiên, ngay kể cả xét nghiệm PCR thì chúng ta biết rằng là chúng ta dưới xét nghiệm PCR chúng ta ngoáy dịch tị hầu hoặc là ngoáy dịch miệng là hai cái vị trí mà lấy mẫu phổ biến nhất, thì chúng ta biết cái giá trị chẩn đoán của nó rất là hạn chế. Ví dụ như giấy ngoáy dịch tị hầu chỉ được khoảng dương tính, tỷ lệ dương tính khoảng 63%, còn nếu mà ngoáy dịch hầu họng thì chỉ được có khoảng độ hơn 30% thôi. Như vậy thì kể cả là chúng ta có trong tay một cái phương tiện để chẩn đoán, đấy là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán rồi. Thế vậy khi mà tỷ lệ dương tính nó chỉ được khoảng độ 60% thôi, thế vậy còn 40% còn lại như thế nào? Và bệnh nhân vào viện chúng ta, lâm sàng chúng ta đã nghi ngờ, có bệnh nhân có triệu chứng, cũng ta nghi ngờ đấy là Covid rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thì lúc bấy giờ liệu chẩn đoán hình ảnh có đóng góp được gì vào cái phần mà cái mảng tối còn lại của cái xét nghiệm tiêu chuẩn vàng của chúng ta hay không? Thì đây là một số những cái đặc điểm hình ảnh của 31 bệnh nhân đầu tiên vào nhập viện tại bệnh viện nhiệt đới do giáo sư Kính báo cáo trong một cái phiên tham luận. Thế thì đây là 31 cái bệnh nhân đầu tiên, thì chúng ta thấy cái triệu chứng chủ yếu là ho khan, sốt và ho có đờm. Thì ba cái triệu chứng này nó là hai cái triệu chứng gặp thường xuyên, và chúng ta nhìn thấy toàn bộ những triệu chứng này nó không đặc hiệu gì cho Covid cả, nó giống gặp rất nhiều bệnh khác, viêm phổi, viêm nhiễm do virus thì nó đều có những triệu chứng như này. Do vậy về mặt lâm sàng là chúng ta rất khó có thể nhận định được, khẳng định được. Cái thứ hai là tổn thương trên X-quang và trên CT, thì chúng ta thấy rằng là trong 31 bệnh nhân này đầu tiên, giáo sư Kính chia sẻ thì là trên hình ảnh tổn thương phổi thì chúng ta gặp khoảng 84% các trường hợp mà khi vào viện là đều có tổn thương phổi. Trong cái đó thì trên X-quang thì gặp khoảng độ 50%, thế còn lại trong chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta gặp được khoảng tỷ lệ cao hơn, khoảng 3/4 các trường hợp là có tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở thời điểm. Và ngay tại thời điểm đấy thì chúng ta vẫn còn khoảng 1/4 các trường hợp không nhìn thấy tổn thương ở trên cắt lớp vi tính, mặc dù là đã được chụp chiếu tại bệnh viện nhiệt đới trung ương ở cái hệ máy rất là tốt, là chụp chiếu có tham khảo cùng với cả các chuyên gia chuẩn đoán hình ảnh ở cái thời điểm đó. Tại sao tôi đưa vào một chút về cái khái niệm mà chụp cắt lớp vi tính phổi như thế nào? Thế thì bởi vì nó liên quan đến vấn đề độ nhạy, cái giá trị chẩn đoán của cái khả năng phát hiện của cái cắt lớp vi tính, thì chúng ta cần phải chụp đúng theo cái quy trình, đúng theo cái phương pháp. Ví dụ như các cái độ dày của lớp cắt, chúng ta phải có độ dày lớp cắt từ 1,5 hoặc là tốt hơn nhất dưới 1 mm, và chúng ta cắt theo các thông số về mặt kỹ thuật, kilovol và mass, nó phải đảm bảo đạt được cái thông số này.
thì lúc bây giờ chúng ta mới có cơ hội để phát hiện những cái tổn thương rất là sớm ở phổi. Thế còn nếu như chúng ta đưa vào chúng ta chụp cắt lớp một cách thường quy như thông thường ấy, thì cái nguy cơ mà bỏ sót những cái tổn thương sớm nó rất là cao. Do vậy mà chúng ta khi mà chúng ta chụp để cắt lớp đối với đánh giá tổn thương phổi thì chúng ta phải chụp theo một cái chương trình khá là đặc biệt, gọi là chụp độ phân giải cao, thì chúng ta mới có thể cơ hội phát hiện được những cái tổn thương sớm. Thế thì cái phần tiếp theo đấy là những dấu hiệu mà chúng ta thường gặp trên cắt lớp vi tính trong bệnh nhân COVID là gì. Thế thì có một số cái dấu hiệu thì chúng tôi liệt kê theo tần suất từ hay gặp nhất đến ít gặp. Thì đầu tiên là cái dấu hiệu hay gặp nhất đấy là dấu hiệu kính mờ. Kính mờ là gì? Nó là những cái vùng mà nó nhu mô phổi nó tăng tỷ trọng, nó tăng nó trắng lên, bình thường nó đen nó trắng lên, nhưng nó giải rác, và thông thường thì cái vùng này nó sẽ không gây rối loạn cấu trúc của mạch máu và phế quản, khí quản, tức là đường khí dẫn khí và đường mạch máu nó không bị rối loạn gì hết, nó không bị thay đổi, nó hoàn toàn là tôn trọng. Nó chỉ có dấu hiệu biểu hiện đấy là nó tăng tỷ trọng lên do nó trọng nó ứ động các cái dịch viêm trong cái chùm phế nang, còn toàn bộ đường mạch máu và cái cấu trúc của đường thở nó sẽ không bị đảo lộn gì cả, thì đấy là dấu hiệu của kính mờ. Đây một trường hợp là chúng ta thấy tất cả những cái vùng nó tăng tỷ trọng, nó sáng lên, nó tăng tỷ trọng lên, nhưng mà cái cấu trúc mạch máu của các cấu trúc của tiểu thùy và trung tâm tiểu thùy nó vẫn hoàn toàn được tôn trọng, nó không bị đảo lộn đi, thì đấy là cái dấu hiệu, đấy là dấu hiệu kính mờ. Nó khác với cả đông đặc, nó khác với cả những cái tổn thương cho nốt, cho khối, cho u, hoặc là tổn thương mà tí nữa chúng ta sẽ gặp một số những tổn thương nó cũng tăng tỷ trọng như vậy nhưng nó rối loạn cấu trúc. Thì cái dấu hiệu sớm nhất hay gặp nhất đấy là dấu hiệu kính mờ. Trên hình ảnh này, cái hình ảnh này chúng ta sẽ thấy cái tổn thương kính mờ nó phân bố cả hai bên phổi và nó rất là nhiều vùng, chủ ưu thế ở cái thùy dưới. Đấy, và toàn bộ cái cấu trúc của những cái tiểu thùy thứ cấp và cái cấu trúc của nhu mô phổi nó hoàn toàn được tôn trọng. Thì đấy là một cái đặc điểm mà hình kính mờ là chúng ta hay gặp. Cái dấu hiệu thứ hai mà chúng ta có hay gặp nữa đấy là dấu hiệu lát đá. Thế thì dấu hiệu lát đá thì nó là bản thân của nó chính là dấu hiệu kính mờ, nhưng nó kèm theo dày các cái vách liên tiểu thùy ở trong nhu mô phổi lên. Thế thì chúng ta sẽ nhìn đây là hình lát đá, thì cái vùng những cái viên đá này chính là những cái vùng mà từ kính mờ, nhưng mà giữa các viên đá này nó có các vách liên tiểu thùy, nó có các vách liên tiểu thùy này, nó chính là cái mạch lát các đá này, thì nó cũng dày lên. Ở đây là giai đoạn muộn hơn, khi mà bắt đầu tổn thương từ dịch ở trong lòng phế nang bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn mà tổn thương ở cái vách liên tiểu thùy, thì lúc bây giờ nó dấu hiệu giai đoạn muộn hơn một chút, kính mờ đấy là dấu hiệu lát đá. Thì đây là cũng là một cái dấu hiệu mà thường gặp thứ hai trong bệnh nhân COVID. Đây cụ thể một trường hợp này chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vùng kính mờ nhưng kèm theo những cái dày cái vách liên tiểu thùy ở bên trong này, nó giống như những cái gạch chúng ta lát đá vỉa hè đấy, như vừa chúng ta nhìn đấy. Thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái dấu hiệu muộn hơn của kính mờ, nên là nó có tổn thương của cái vách liên tiểu thùy hoặc là cái vách gian tiểu thùy. Tiếp theo là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể gặp nữa, đấy là cái dấu hiệu mà giãn mạch. Giãn mạch khu trú, bình thường thì chúng ta thấy cái nhu mô phổi, những cái dấu hiệu mạch máu nó rất là nhỏ, nó đều. Nhưng trong tổn thương cho COVID thì chúng ta ở cái giai đoạn muộn hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy những cái cấu trúc mạch máu nó giãn bất thường như thế này, mà giãn khu trú trong một cái vùng tổn thương kính mờ, tổn thương lát đá thì chúng ta thấy một vài cái nhánh mạch phổi nó giãn bất thường do những cái emboli, những cái huyết khối nó tắc nghẽn ở trong này, nó gây tổn thương viêm thành mạch, nó viêm nó gây tắc nghẽn ở trong này và nó gây ra giãn những mạch máu phổi rất là khu trú và thường nó ở ngoại vi, thường là thùy dưới. Thì đấy là cái dấu hiệu tiếp theo. Tiếp nữa là trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương nền, một cái tổn thương kính mờ ở đây thì chúng ta thấy lửng lơ một cái mạch máu nó giãn khu trú ở đây, tương tự như vậy. Tôi thấy một cái nhánh mạch giãn rất lớn, trong khi đó ở cùng cấp với nó những nhánh mạch nhỏ này nó rất là mảnh như này, nhưng mà tự nhiên ở trên nền một cái vùng kính mờ vào đây chúng ta nhìn thấy một cái nhánh mạch giãn rất là to, thì trong đây là một tổn thương khá là thường gặp trong những các bệnh nhân viêm phổi do COVID. Và người ta khi ta mổ những cái tử thi, người ta thấy ra trong những mạch máu này trong này rất là nhiều những cái cấu trúc huyết khối do liên quan đến tổn thương phần viêm tại chỗ ở đấy. Đây một cái ví dụ khác như vậy, chúng ta thấy giãn những cái nhánh mạch giãn khu trú sát ngoại vi màng phổi này, giãn mạch trên nền một cái đám đông đặc, một cái đám kính mờ thì có một cái tổn thương một cái giãn khu trú. Những cái này không gặp trong viêm phổi, chúng ta những cái viêm phổi do cúm, viêm phổi do virus thông thường, do những viêm phổi do vi khuẩn thông thường chúng ta không gặp những cái dấu hiệu này. Cái dấu hiệu tiếp theo giai đoạn muộn hơn thì bắt đầu nó có rối loạn cấu trúc phổi, thì xuất hiện những cái giải mờ nó đi ở ngoại vi màng phổi và nó gần như là nó đi ngang, nó không phải đi hướng tâm theo từ trong ra ngoài mà nó đi gần nó đi ngang, nó cắt vuông góc với cả cái trục của cái nhánh phế quản, phế quản đi từ trong rốn phổi ra. Thì đây là cái tổn thương mà cái giải mờ dưới màng phổi này thường nằm ở dưới màng phổi và chúng ta thấy bắt đầu nó có rối loạn cấu trúc
toàn bộ cái nhu mô phổi và chỗ này mạch máu này, đường thở chỗ này nó không còn tôn trọng những cái cây khí quản, phế quản hoặc là những cái cây mạch máu đi từ trong ra nữa. Và khi đấy giai đoạn này là giai đoạn muộn hơn, đấy là các giải mờ dưới màng phổi thường là cắt ngang với cái trục mạch máu khí quản và bắt đầu có rối loạn cấu trúc phổi, thì giai đoạn này là giai đoạn muộn hơn. Chúng ta sẽ thấy đây, ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy các cái giải mờ dưới màng phổi bên cạnh những cái giãn mạch khu trú, những cái hình kính mờ, thì chúng ta xuất hiện những cái giải, bắt đầu xuất hiện những cái giải mờ dưới màng phổi. Đấy, giải mờ dưới màng phổi thì đây là cái giai đoạn muộn hơn và nó xuất hiện cũng khá là thường gặp. Và những cái thông thường, nếu như ở cái viêm phổi thông thường rất ít khi chúng ta gặp những cái giải này, thường nó gặp ở những bệnh mạn tính, ở những cái tổn thương ví dụ như lao phổi hay là những cái tổn thương về bệnh phổi kẽ mạn tính. Chứ còn nếu trong trường hợp một tổn thương cấp tính thì rất ít khi chúng ta gặp những cái dấu hiệu như này. Và đây là một trong những cái dấu hiệu mà rất hay gặp trong bệnh nhân tổn thương phổi do COVID. Trong trường hợp này, một cái dấu hiệu tiếp theo nữa, nó gần hơn giống với cả cái tổn thương của viêm phổi thông thường, những cái giãn phế quản và có vùng đông đặc, một cái vùng đông đặc phổi có tính chất hệ thống, hướng hình tam giác, hướng ra ngoại vi, đáy hướng ra ngoại vi, bên trong có hình phế quản trực khí vững còn tôn trọng và có thể có giãn phế quản kèm theo. Hai cái dấu hiệu mà đông đặc với giãn phế quản kèm theo này thường hay gặp trong COVID. Và những cái đây là những tổn thương này thường là những tổn thương mới bị xuất hiện ở trong đợt tổn thương do COVID này, chứ trước đấy có những bệnh nhân là hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu về bệnh lý về giãn phế quản. Nhưng đợt này khi mà có những tổn thương về COVID thì bắt đầu có cái biểu hiện là đông đặc và kèm theo giãn phế quản kèm theo. Đấy là cái dấu hiệu này, hai cái dấu hiệu này hay gặp nhau, đông đặc và giãn phế quản. Chúng ta thấy một cái nhánh phế quản giãn hình trụ trong một cái vùng đông đặc có tính chất hệ thống rất là rõ theo một cái cấu trúc của tiểu thủy phổi. Thì đấy là cái dấu hiệu tiếp theo. Một dấu hiệu ít gặp hơn, đấy là cái dấu hiệu mà quầng halo đảo ngược. Tức là chúng ta nhìn thấy sẽ thấy một cái vùng mà nhu mô phổi tương đối lành, ở giữa xung quanh nó là cái đám kính mờ, tổn thương kính mờ xung quanh. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ thấy một cái dấu hiệu gọi là quầng halo đảo ngược. Cái dấu hiệu này thì không thường xuyên, so với các dấu hiệu khác thì không thường xuyên, nhưng trong giai đoạn cấp của COVID thì chúng ta có thể gặp dấu hiệu này. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân số 7 của chúng ta, bệnh nhân nam 70 tuổi, bệnh nhân này đã khỏi rồi. Trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính tại thời điểm nhập viện tại Bệnh nhiệt đới Trung ương ấy, thì chúng ta thấy cái tổn thương cơ bản của bệnh nhân này chính là những cái vùng kính mờ ngoại vi ở cả hai phổi. Cả hai phổi chủ yếu là bên phải, ưu thế ở bên phải hơn. Và cái giai đoạn này khi bệnh nhân vào viện thì bắt đầu đã có những cái giải mờ ở dưới màng phổi rồi. Như vậy những cái tổn thương này thì có thể là chúng ta có thể thấy khi đã có những cái giải mờ dưới màng phổi này rồi, như vậy thì cái tổn thương phổi của bệnh nhân, diễn biến của bệnh nhân có thể là không phải còn là giai đoạn sớm nữa. Dựa vào cái hình ảnh này thì chúng ta có thể ước lượng được cái giai đoạn mà tổn thương phổi của bệnh nhân so với cả cái diễn biến của bệnh nhân ở cái giai đoạn này nó là giai đoạn nào, mặc dù có thể chúng ta không biết được bệnh nhân phơi nhiễm chính xác khỏi bệnh từ lúc nào. Đây là bệnh nhân số 21 của chúng ta, bệnh nhân nam 61 tuổi, bệnh nhân này cũng đã khỏi rồi. Thì cái tổn thương khi bệnh nhân vào viện thì cũng ở giai đoạn rất là sớm, chủ yếu là tổn thương kính mờ và lát đá ở ngoại vi của hai phổi. Ưu thế ở phía dưới, chủ yếu là ngoại vi, chúng ta thấy vùng trung tâm hầu như là không thấy tổn thương, luôn luôn là ở ngoại vi. Đấy, trường hợp này chúng ta thấy tổn thương ở ngoại vi rất là nhiều và chúng ta bắt đầu có giãn mạch, có dấu hiệu những cái giãn mạch khu trú, những cái vùng giãn mạch khu trú cho kính mờ. Nên bệnh nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy nó rất là khá giống với y văn trên thế giới người ta mô tả. Còn đây là một bệnh nhân 86, bệnh nhân này chính là đồng nghiệp của chúng ta. Bệnh nhân này thì bị tổn thương phổi khá là sớm. Rất tiếc là cái này nó không có clip, tôi không được clip ở đây. Bệnh nhân tiếp theo đấy, bệnh nhân nữ 63, cái bệnh nhân này thì rất là nặng. Chúng ta đều biết cái bệnh nhân 162 này, nữ 63 tuổi, bệnh nhân này rất là nặng. Và khi vào mà chúng ta nhìn thấy cái tổn thương phổi bây giờ nó gần như là nó tổn thương nó phá hủy rất là nhiều. Chúng ta không còn nhận định được các cái cấu trúc tổn thương cơ bản như những bệnh nhân mà vào viện ở giai đoạn sớm nữa. Thì cái tổn thương này bây giờ toàn bộ nó phá hủy và nó đông đặc hết rồi. Và chúng ta không còn nhận định được các cái tổn thương cấu trúc cơ bản nữa. Thế thì với những tổn thương mà hay gặp như vậy, thế thì trong COVID thì nó có cái đặc điểm gì khác với cả những cái viêm phổi thông thường? Đây là cái tổng kết 31 bệnh nhân ban đầu của giáo sư Kính ở Viện Nhiệt đới Trung ương. Thì giáo sư cũng nói rằng là tổn thương phổi hai bên gặp khoảng 77% là chủ yếu. Và tổn thương theo vị trí tổn thương ấy, thì chúng ta thấy là vùng đáy và thủy giữa và thủy đáy là cái vùng mà rất hay gặp. Thì đấy là cái bệnh nhân, cái số các bệnh nhân mà vào Viện Nhiệt đới, 31 bệnh nhân vào đầu tiên thì chúng ta đều có một cái điểm chung, tổn thương hai bên và chủ yếu và ưu thế ở phía dưới. Đấy là cái đặc điểm thứ nhất. Thứ hai là theo các y văn ở thời điểm tháng 4, tháng 5 tới mô tả ở trên 12 cái nghiên cứu, thì
thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà bị hai bên này, bị ở ngoại vi này, ưu thế ở phía sau, các cái phân thủy sau là những cái đặc điểm mà hay gặp. Chúng ta đây là người ta tổng kết lại được 6 cái đặc điểm mà tổn thương thường gặp cho bệnh nhân viêm phổi do COVID. Thứ nhất là tổn thương ở hai bên, có tổn thương kính mờ, phân bố ưu thế ở phía sau và tổn thương thường ở nhiều thủy phổi. Hiếm khi mà người ta thấy nó tổn thương đơn độc của một thủy, thường nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thủy, khoảng 80%, và thường là tổn thương phân bố ở ngoại vi. Cái tổn thương đông đặc ở trong cái viêm phổi do COVID nó chiếm tỷ lệ chỉ có 1/4, 1/3 số trường hợp thôi. Cho vậy là chúng ta chú ý, chúng ta phân biệt với cả những cái viêm phổi thông thường như vậy, ít khi gặp tổn thương đông đặc ở trong cái viêm phổi do COVID. Một số dấu hiệu như vậy cũng tương tự như vậy, đây là những cái nghiên cứu chứng minh thôi, mô tả cái đặc điểm đấy, thì chúng ta đều thấy là cái tổn thương có viêm phổi và chủ yếu là hai bên. Và người ta cũng thấy rằng là trong số các cái trường hợp mà tổn thương mà đơn độc ấy, phổi đơn độc ấy, thì 70% là các trường hợp đấy là tổn thương ở thùy dưới của phổi bên phải. Nếu như chúng ta thấy mà có tổn thương có một vùng thôi, đơn độc thôi, thì 70% là tổn thương ở thùy dưới phổi phải. Và trong các cái nghiên cứu này đều cho thấy rằng là cái tổn thương mà có hạch trung thất này, có tràn dịch màng phổi hoặc tràn khí màng phổi gần như là không gặp, rất ít. Cái dấu hiệu tràn dịch màng phổi rất ít gặp trường hợp chúng ta gặp trường hợp phổi. Nếu mà chúng ta có một bệnh nhân vào mà tràn dịch màng phổi lênh láng ra, có nhiều hạch ở trung thất, thì cái trường hợp đấy nó chắc không phù hợp với cả tổn thương do COVID đơn thuần. Một cái đặc điểm nữa đấy là thay đổi theo thời gian. Như ban nãy chúng tôi trình bày về các dấu hiệu thường gặp ấy, thế thì theo thời gian thì người ta sẽ chia ra làm giai đoạn sớm 4 ngày, từ 5 đến giai đoạn tiến triển là khoảng độ 1 tuần đầu, giai đoạn đỉnh cao là tuần thứ 2, và giai đoạn thoái triển là sau 2 tuần thì bắt đầu các cái tổn thương trên phổi thì bắt đầu nó thoái triển. Thế thì dựa vào những cái giai đoạn này, các dấu hiệu thì chúng ta sẽ biết được, ước tính được là xem bệnh nhân đang ở cái giai đoạn nào. Mặc dù có thể chúng ta bây giờ chúng ta mới chúng ta một số ít ca thì chúng ta có thể chẩn đoán được giai đoạn, nhưng còn sau đó khi mà chúng ta bị rất là nhiều, chúng ta có thể mất dấu từ đầu và chúng ta sẽ không biết được giai đoạn nào, thì cái hình ảnh cắt lớp vi tính nó sẽ gợi ý cho chúng ta là như vậy. Thế thì đây là cái giai đoạn, đánh giá các giai đoạn thì chúng ta biết là các giai đoạn thì sớm nhất vẫn là cái hình ảnh mà kính mờ và lát đá. Đây là tương tự như vậy. Thế thì các hình ảnh, dấu hiệu đặc điểm hình ảnh là như vậy. Thế thì cái chẩn đoán ở trên cắt lớp vi tính thì cái hệ thống chẩn đoán trên cắt lớp vi tính thì người ta rất nhiều cái hiệp hội đã chia ra làm 5 cái mức độ tổn thương đánh giá, người ta lượng giá từ COLAD 1 đến COLAD 6. COLAD 6 là khi có PCR dương tính rồi, còn COLAD 2, 3, 4, 5 để người ta phân loại, cố gắng lượng giá cái mức độ tổn thương nghi ngờ do virus ở giai đoạn nào. Thì ví dụ COLAD 1 là bình thường hoặc là không phải có tổn thương liên quan đến COVID. Giai đoạn 2, COLAD 2 đấy là cái mức độ 2 là có nghi ngờ nhưng mà không rõ ràng lắm. Chúng ta những tổn thương này, những tổn thương dạng viêm phổi như này, nó không nghi ngờ thôi và nó có thể chồng lấn với cả bệnh viêm phổi khác. Những cái viêm phổi thùy, những kiểu như này là khó có thể chẩn đoán là COVID. Đây, trường hợp này như vậy. Đây một trường hợp mà do cúm influenza thì cái tổn thương ở dạng COLAD 2 thì nó không điển hình. Đó, tổn thương đông đặc rất là nhiều, nó không điển hình của viêm phổi do virus. COLAD 3 thì là cái là dễ mà chúng ta nhầm lẫn với cả các nhóm khác, ví dụ như cúm A, hình ảnh tổn thương nó ở xếp nhóm 3 như này. Nhóm 4 thì là rõ hơn, tổn thương nhóm 4 thì là rõ hơn để nghiêng về cái hướng do COVID. Và đây là dấu hiệu điển hình, COLAD 5 là rất điển hình, các cái tổn thương cái điển hình như tôi đã vừa trình bày. Đây, COLAD 5, những tổn thương, cái nhóm tổn thương như vừa rồi tôi trình bày. Các cái tổn thương đông đặc, giải mờ dưới màng phổi rồi là lát đá thì nó rất là điển hình của cái COLAD 5. Thế thì trong chẩn đoán hình ảnh đối với COVID thì chúng ta sẽ có ba cái nhóm, một nhóm điển hình, nhóm không điển hình và nhóm rất không điển hình. Thì nhóm rất không điển hình là ví dụ như có tổn thương hang hóa, vôi hóa, nếu như hiệu mờ nốt lưới hoặc là cái dày màng phổi, đây là dấu hiệu là loại trừ ra khỏi ngay. Cái dấu hiệu không điển hình đấy là gì? Chúng ta có thể nhầm với nhiễm cúm với cả CMV hoặc là những cái viêm phổi khác. Thế còn lại dấu hiệu điển hình là dấu hiệu mà chúng tôi đã vừa liệt kê ra 8 dấu hiệu điển hình như vậy. Có một cái thông số quan trọng nữa đấy là đánh giá mức độ nặng. Thế thì cái thang điểm đánh giá mức độ nặng thì người ta chia ra từ 0 đến 4 mức độ khác nhau, có thể chia theo thùy hoặc là chia theo thể tích phổi. Thì khi mà lượng giá cái mức độ này từ 10%, 25%, 75% hoặc là 100% thì cái mức độ đấy, tổn thương này để người ta
tiên lượng cho cái quá trình phục hồi và xếp cái giai đoạn ban đầu cho bệnh nhân. Thì vai trò của các lớp vi tính cũng như là X-quang trong COVID là như thế nào? Thế thì đây là một cái câu hỏi mà cũng khá là nhiều tác giả còn tranh luận. Thì trong cái nội dung mà chúng ta thống nhất với nhau thì cái vai trò của cái X-quang và cái CT thì nó mang tính chất là định lượng, xác định cái tổn thương cấu trúc cơ bản của phổi là gì, xác định cái giai đoạn mà tổn thương ở phổi nó tiến triển ở giai đoạn nào, và cái nữa đấy là lượng giá cái mức độ phạm vi tổn thương xem có biến chứng có kèm theo không, ví dụ như có huyết khối động mạch phổi hay không, có cái mức độ chỉ số độ nặng nó giống như chúng ta đánh giá cái viêm tụy ấy, xem cái mức độ nặng nào để chúng ta tiên lượng xem cái khả năng phục hồi của cái khả năng của cái trường hợp ca bệnh nó như thế nào. Thế thì cái nhắc lại rằng là cái vai trò của cái chụp các lớp vi tính cũng như X-quang nó chỉ mang tính chất là xác định cấu trúc tổn thương, lượng giá mức độ tổn thương và tiên lượng cho người bệnh. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị ạ. Vâng.